Nắm đầu em trả lời nha. À. Wow. Trời. Nước kìa. Quá đã. À, anh em thấy không? À. Bốn anh em mình sẽ làm bốn cái đùi. Cho em cái đùi. Đỉnh quá anh Hải ơi. Bắt. Hú rồi. Ôi. Anh Hải trước cũng có học bên bếp mà. Hả? Anh Hải có học bên bếp mà. Anh không. Anh gì? Tới sân bay Hà Nội rồi cả nhà. Anh Hải đã đang chờ mình rồi. Qua cái xe này là mình sẽ được thấy anh Hải Sa Pa. Thì cứ thôi. Wow. Đến sân chưa? Đến sân chưa? Hello. Để lâu không? Đây nửa tiếng. Nửa tiếng hả? Hello cả nhà. Wow, quá trời lấy luôn. Xe đã chuẩn bị sẵn rồi, giờ mình lên đường. Đó, bọn uống cốc bia này nó mới đã đấy. Uống bia nó phải dính cái vào mép nó mới sướng. Mát nha. Hello em. Ok vâng nè. Dạ. Em bé nó dễ thương nè. Bé ơi. Cầm tay con nè. Không đỡ rời luôn. Giống lò luyện tinh đan. Đúng rồi. Là lò nấu lá thuốc để mà mình bắt đầu vô xong mình tắm cả nhà. Các loại thuốc nào mà tốt nha, để cho các chị dùng xong là nó mọi người nó phải rực lửa lên cơ. Hiểu không? Dạ. Lúc chị nghe luôn rồi. Và chủ sở hữu chiếc xe này chính là em. Tiết lộ động trời. Hello bé. Dễ thương. Em nhiêu tuổi rồi? Em nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 16. Ô 16 à, dễ thương quá. Cảm ơn em. Quá giòn anh Hải ơi. Đỉnh quá. À, ra nhà anh Hải Sa Pa TV. Thưởng thức nguyên cái đùi lợn quay. Đấy. Cả nguyên cái đùi. Đây. Gà xô này. Đó. Ôi. Đây. Quá tuyệt vời rồi nghe. Có xin lập hay là có nhiều không đây? Dạ em chơi luôn đi. Chơi luôn. À, luôn. Bây giờ để cho Nga Sumo sẽ review trước dạ. Nha. Wow. Đây để anh chặt cái này ra nha. Phần ra nha. Cái khoảnh khắc này là đẹp lắm. Được không? Nào để sát nhau tí đi. Ráp thành con heo mà. Ráp thành con heo luôn. Rồi bây giờ cho Nga Sumo đi. Ok, em xin phép tại gia đình mình nha. Em Ôi. Mỗi giòn. Giòn không? Quá đã hơn. Chưa chắc đã giòn đâu. Ủa. Ủa. Chị
mà phải nói là nhìn Nga Sumo ăn là mình cảm thấy là nó tê cả người luôn. Đã. Rồi Phát Đi Hùng quất luôn đi em. Rồi. Nhà mình thì còn rất nhiều những món ngon như gà đen, thắng cố hay là cá tầm, cá hồi. À, được anh Hải dắt vào một cái trang trại nuôi cá tầm nha. Anh sẽ chiếu cho cả nhà coi cái nơi mà anh Hải đưa mình đến ở đây. Mấy cô đang trà người cho mấy bé cá tầm. 6-7 năm mới lớn được. Cầm giùm em cái này với chị. Đấy. Ui nó bự ghê chưa chị nghe. Con nặng tầm 60-80. Mà khi cái hồi này cả nhà đây là chỉ là để dành cho gia đình thôi. Sống được. Chứ không bán nha. Sống được. Ui ui. Nuôi được ở đây, nước ở đây thôi, nước để mà sao chị. Đi vất còn. Đây. Con này thì nặng tầm 60-80 kg mà. Lộc ơi, mày làm cái trò gì đó. Anh Lộc bé xuống luôn. Được. Ấy đừng bế nha, mình đi chạy hơn thì con nào nó cũng có sức. Mình mà bế nó lên là nó bị dựng đứng ra nó sẽ khỏi. Đây. Ôi trời ơi. Đây đây đây, Phan Đi Hùng ra. Đây đây đây, hỗ trợ cùng nào. Bắt con này à. Này đi câu bây giờ. Câu là con này đúng là một đời. Cả sao bế nó lên được anh rồi. Ôi, và bây giờ mình sẽ bắt con cá này lên để cân thử, và đặc biệt á là cái hồ này á, con cá lớn sẽ không bán cho bất kỳ ai và cũng không được tùy chuyện mà tháo nước ra để mình xuống mình bắt cá đâu, chỉ trừ là có anh Hải ở đây nè. Anh Hải mãi đỉnh. Mãi đỉnh nha. Anh em không có gì cả nên là chỉ mời nhau được cây nhà lá vườn thôi. Một cái tầm cá này 20 bán cân thôi. Hay mấy 30 cân thôi. Ăn cho nó đỡ buồn mồm. Vô bỏ cho con. Bỏ vào nha. Nào, bây giờ anh em xem là có tư lực thì làm duy nhất một lần thôi. Em làm cũng cho, chứ mà. Cho bao nhiêu năm ăn học tập võ. Hôm nay mới đất dụng võ, đúng thế kìa. Rồi. Ôi, ôi.